Nam thanh niên 34 tuổi ngừng tim sau 20 năm hút thuốc lá. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây bệnh và tử vong của rất nhiều bệnh. Cứ 6 giây có một người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá. Hút một điếu thuốc lá giảm 5,5 phút tuổi thọ. Việt Nam đang nằm trong số 15 nước có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, với khoảng 15,3 triệu người hút và 33 triệu người bị ảnh hưởng do hít khói bụi thụ động. Mới đây, Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội cho biết, sau 20 năm hút thuốc lá, nam thanh niên 34 tuổi, trú tại Hà Nội, nhập viện trong tình trạng ngưng tim nguy kịch. Điều đáng nói, người này có tiền sử khỏe mạnh và chưa từng phát hiện bệnh lý nào. Thông tin cụ thể sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách gửi đến ngay sau đây. Theo nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ, Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam tại Hà Nội bị nhồi máu cơ tim trên nền hút thuốc lá lâu năm. Năm nay mới 34 tuổi, nhưng anh Tê đã có tới 20 năm hút thuốc lá. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quân, phòng cấp cứu nội nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, anh Tê nhập viện trong tình trạng sốc tim, nhồi máu cơ tim do tắc động mạch vành, quả tim không co bóp được. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chẩn đoán trong vòng 10 đến 15 phút và chuyển ngay sang phòng can thiệp thành công. Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân có biểu hiện ngừng tim và được sốc điện thành công. Hiện bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, trở về cuộc sống bình thường. Theo bác sĩ Quân, điều đáng nói, anh Tê vốn có tiền sử khỏe mạnh, chưa đi khám phát hiện bệnh bao giờ, nhưng có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từ năm 14 tuổi. Bệnh nhân hút cả thuốc lá điện tử và thuốc lá truyền thống. Hút thuốc lá nhiều gây xơ vữa mạch mãn tính, không chỉ mạch vành mà tất cả mạch máu trong cơ thể sẽ hình thành các mảng xơ vữa và dần dần hẹp lại. Bệnh nhân sẽ có đợt cấp như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não. Những bệnh lý này cần được khắc phục, như bệnh nhân không được hút thuốc lại, nếu không sẽ tái hẹp rất nhanh, kể cả bệnh nhân đặt stent thành công sẽ tái hẹp nhanh và có thể gây ra tái phát nhồi máu cơ tim dẫn đến tử vong. Hoặc bệnh nhân có thể nhồi máu não, nằm tại chỗ liệt nửa người, không thể tự sinh hoạt được, bác sĩ Quân thông tin. Tại Việt Nam, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống tác hại của thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Trong đó, quy định cụ thể các chế tài. Tuy nhiên, thực tế tình trạng vi phạm hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến. Ghi nhận tại một số địa điểm người dân thường đến vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh như công viên Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, không khó bắt gặp hình ảnh vô tư hút thuốc lá nơi công cộng. Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, tuy nhiên còn chưa cụ thể và đầy đủ. Qua phân tích cho thấy, trong khói thuốc lá chứa 7.000 hóa chất, trong đó có 69 hóa chất là nguyên nhân gây ung thư, nguy hiểm nhất là chất hắc in, nicotine, chất gây nghiện, chất gây độc tế bào, đột biến gen. Ngoài ra, trong khói thuốc lá còn có rất nhiều chất kích thích khói u, kích thích gây viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Khi hút thuốc lá, một số hoạt chất tác động trực tiếp trên niêm mạc đường hô hấp. Phần lớn, các chất trong khói thuốc qua phổi, ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày, trở thành điều kiện và nguyên nhân gây các bệnh sau. Bệnh tim mạch chiếm hàng đầu trong các bệnh do khói thuốc, tạo ra mảng xơ vữa, tổn thương lòng mạch, gây viêm tắc mạch máu, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, giảm trí nhớ, giảm trí thông minh và khả năng học tập. Bệnh ung thư, chủ yếu là ung thư phế quản phổi chiếm 90%, nguy cơ bị ung thư phổi liên quan đến số lượng và thời gian hút thuốc, ung thư vòm họng, miệng, thực quản, ung thư ruột. Ở người hút thuốc, bệnh ung thư dễ phát triển so với người không hút thuốc. Bệnh hô hấp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khói thuốc kích thích chất động trong niêm mạc khí phế quản có thể làm khởi phát cơn hen ở người bị hen. Bệnh răng và lợi, viêm loét cao răng, các mảng bám vào răng làm cho răng dễ bị lung mũ, dễ rụng tự nhiên hơn. Các bệnh khác, tăng nguy cơ loãng xương, tăng nguy cơ bất lực ở nam giới, giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, dễ dẫn đến vô sinh. Tăng nguy cơ ung thư tử cung, rối loạn kinh nguyệt, ung thư vú ở nữ giới, dị dạng thai nhi, thai thiếu cân ở phụ nữ mang thai. Hút thuốc làm tổn thương tế bào võng mô và làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoái hóa võng mô do tuổi tác. Hút thuốc còn gây ra chứng đục thủy tinh thể. Hút thuốc thụ động cũng gây tác hại cho mọi người, đặc biệt cho trẻ em. Những đối tượng này có nguy cơ cao về nhiễm trùng đường hô hấp, bị hen suyễn, ho dai dẳng và viêm tai giữa.
Theo thống kê, hàng năm trên thế giới có khoảng 600.000 người tử vong do hút thuốc thụ động. Các bạn nghĩ sao về thông tin trên? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên like và subscribe cho kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.